Rồi test nha. Đây là con máy đánh sông một vợt, đánh lợ mặn. Mình kéo cái tải khoảng độ chừng 8000W. Con máy này con ái xả tải rất là nặng. Con máy này mình xả 2kW. Nó thử xem cái mạch 3m có chịu nổi hay không nha. Rồi, đây là con máy đánh sông. Thấy chưa? Cái con máy này là con máy đánh sông, nó xả tải tới gần 2kW, tức là 170 mấy ampe đó. Cái dây nguồn 6 chấm mà nó nhảy như thế này nè, mà cái pin nó vẫn bình thường. Tại vì có một cái vấn đề như thế này, mình bao cho anh Khâm đề nổ động cơ của cái máy 6 á, máy động cơ 6 á. Đó, cho nên là mình sẽ thay phết trong này. Đó, mình làm cho nó xả tải một cái dòng cực lớn. Sử dụng luôn cả cái con máy công suất lớn nước mặn. Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn, chào tất cả anh em đồng nghiệp, chào tất cả anh em khách hàng. Thì đến với cái clip này mình sẽ trả một viên pin. Này là một cái cục pin thay thế bình ắc quy nước. Thì cái pin này dung lượng của nó là 45A nha bạn. Thì 45A đủ. Thì cục pin này mình tiến hành trả cho anh Khâm, khách hàng ở Hòn Đất. Thì anh Khâm là khách quen của mình. Hôm trước thì anh sử dụng cái cục 210A của mình rồi, thấy ưa thích ha. Bây giờ đặt thêm cục này nữa để đánh sử dụng mục đích đánh bột. Cái cục kia thì anh sử dụng rất là ok rồi. Nói chung là phản hồi cục 210 của mình thì đi bằng một đôi bình 200 đó. Cái đó là khách hàng trực tiếp phản hồi rồi. Thì bây giờ mình sẽ mở cái phần bên trong ra. Thì cái viên pin này dung lượng danh định của nó là 45A đối với pin, thì tương đương với lại cái bình ắc quy nước cỡ khoảng mức 80A ắc quy GS nha bạn. Còn ắc quy của Đồng Nai thì chắc phải hơn cái ắc quy Đồng Nai 80A. Thì cái này là mình so sánh với lại cái ắc quy AGS 100A, 80A. Thì ở bên trong này mình đang đấu tổng cộng là 12 cell pin, thì tức là 1 2 3 3 cell là sẽ thành một bộ ha. 1 2 3 3 cell thành bộ. Thì đây đang đóng là bề ngang là hai lớp, một lớp là 6 cell, 1 2 3 4 5 6. Thì 6 cell là tổng cộng 12 cell. 12 cell mà chia cho 4S thì được còn được 3. Thì 3 nhân cho 15 là 45A. Tuy nhiên thì cái pin này dung lượng mình đo đạt thực tế thì cái bên nhà cung cấp pin người ta cũng đo sẵn rồi. Đo sẵn người ta dán miếng giấy lên trên rồi thì nó là khoảng 15,5, 15,6, có viên thì 15,1. Tuy nhiên thì mình có lựa lại hết trơn rồi mình tiến hành sạc xả cân bằng. Thì mình nói anh em luôn, anh em đặt pin thì cho mình thời gian để mình sạc xả cân bằng cho pin, để cái vấn đề đó thì để đảm bảo cho anh em sau này thôi, chứ không phải là cho mình. Mình sạc xả cân bằng xong hết rồi mình sẽ đóng cho anh em. Thứ nhất là để giữ cái uy tín về sau này đó, thì anh em sử dụng 1 năm 2 năm nó không bị lệch sale đó. Thứ hai nữa là để đảm bảo cái an toàn đó, nó tránh cái trường hợp mà nó không cân bằng nhau nó chết sale. Thì cái pin của anh Khâm này mình làm mà cho anh có thể đề được máy xe luôn đó. Thì anh yêu cầu làm đề máy xe thì mình sẽ cho đề máy xe. Thì mình bù phép một tí vô cái mạch BMS này. Ở đây có mạch BMS HS 4S 100A thôi. Tuy nhiên thì mình bù phép một tí vô cái mạch này đó. Mình sử dụng 20 con móc phép loại khác, cái loại dán bên mình á, mình thay vào để cho anh thực hiện. Cái con này, cục pin này thì anh sử dụng cho cái con máy cá 10 phép điện tử đó. Máy của anh em thợ khác người ta làm chứ không phải máy của mình đó. Tại vì cái con đó thì anh mua trước, sau này mới sử dụng cái con máy 20 lớn của mình, với lại sử dụng cục pin 210 của mình. Đó, tuy nhiên thì cái này mình làm cho anh để đề máy xe luôn, để tiện dụng. Khi nào anh đi kích anh cần đề thì anh sử dụng đề máy xe. Thì cái cell này là cell 33140 nha các bạn, cell pin 33140. Tổng trọng lượng con này thì mình chưa có cân thử, nhưng mà cái con này tầm khoảng 4kg thôi. Nó pin nhôm mà, nó rất là nhẹ, trọng lượng của nó rất là nhẹ luôn. Thì đi kèm với cái cục pin này thì mình trang bị cho anh một cái cục sạc 7A thôi, sạc điện tử. Bây giờ mình hướng dẫn anh sử dụng cái cục sạc này luôn, cũng như là test luôn. Thì cặp bình mình làm cho anh cặp cặp đồng nè. Đó. Thì đầu tiên để sạc cái pin này thì anh xác định hai cái cực, nó cực âm, cực dương. Thì cái dấu này là dấu viết lông nha các bạn. Thì thời gian nó sẽ phai mờ. Đó, thời gian nó sẽ phai mờ đi cái dấu gạch này. Tuy nhiên thì tới lúc mà nó phai mờ được cái dấu này thì chắc có lẽ anh em cũng nhớ rồi. Thì khi pin nó đặt xuống như thế này á, bên nào cộng bên nào trừ thì chắc có lẽ tới lúc nó phai mờ thì anh em chắc chắn đã nhớ được rồi. Thì bây giờ đầu tiên á, hướng dẫn anh nha.
Thì cục sạc này cục sạc 7A tích hợp cho pin 45A rồi, nó sạc luôn cho pin 60A vẫn được. Thì anh kẹp cái cọc đen vào trước rồi cọc đỏ kẹp vào sau ha. Thì khi kẹp vào thì nó chưa có hiện tượng gì đó, thì cái cây quạt này nó cũng không chuyển động nè đó. Thì anh sẽ tiến hành rim điện ngô đó, điện 220 á, thì cái quạt nó sẽ tiến hành nó chạy đó. Thì khi nào sạc đầy á thì cái quạt này nó sẽ dừng lại ha. Thì khi nào đầy á, cái điện áp nó đầy á thì cái quạt nó sẽ dừng lại nha bạn nha. Đó rồi, thì mình test nhanh thôi chứ còn quay và liên thiên vài vòng quá thì mình làm cũng không được. Ở đây nó có cái bóng đèn, nhìn từ bên đây vô nó có cái bóng đèn đỏ. Thì khi nào đầy á, thứ nhất là cái bóng đèn đỏ này sẽ chuyển thành màu xanh, và thứ hai nữa là cây quạt này nó sẽ không chạy nữa đó. Thì này nó cũng gần đầy, quạt nó chạy nhỏ lắm bạn, nghe không được luôn nè. Nè, để sát camera luôn vẫn không nghe được nè đó. Thì anh lưu ý là khi nào nó đầy thì nó sẽ chuyển sang màu xanh và cái quạt nó sẽ ngưng hoạt động. Anh em lưu ý là đừng có kẹp ngược, kẹp ngược thì nó cũng vẫn bảo vệ được thôi, tại cái mạch sạc này có tích hợp bảo vệ rồi. Tuy nhiên thì linh kiện điện tử thì như các bạn biết rồi, năm khi mười quạ, nhiều khi nó xui bắt đắc dĩ thì nó hư bắt tử, thì mất công anh em gửi lên gửi xuống bảo trì bảo hành. Còn riêng cái pin á, mình nói với bạn như thế này, pin lithium bên mình đóng mình sẽ bảo hành cho anh em một năm nha, một năm. Tất cả các sự cố về pin là bao gồm là không cầm, cái chuyện không cầm thì chắc chắn 100% là không có rồi đó. Thì bao gồm cả cái vấn đề mà xả tải nè, bao gồm cả cái vấn đề mà dung lượng nó có đủ hay không nè, hai nữa là bao gồm cả cái độ bền và tuổi thọ nó luôn đó. Thì trong vòng một năm trở lại là anh em cứ sử dụng thoải mái. Tuy nhiên thì anh em hạn chế ha, không có được nước vào. Nước vào thì chắc chắn nó sẽ hư, về là mình sẽ sắc bạn liền. Mình ghét làm gớt nước lắm. Nên xui gũi thì anh em hỗ trợ nhau, nhưng mà phải nói thật lòng. Tức là anh em phải nói dụ như nước vô thì mình, anh em gọi ngay cho mình hướng dẫn cho anh em có một cái hướng để khắc phục, một cái hướng để xử lý tại chỗ. Đó, xử lý tại chỗ trước rồi hãy gửi về, chứ không phải là cứ nước vô rồi đùng cái sách gửi về, trong khi mà nó nước nó nằm ở trong này nhiều quá mà bưu điện nó gửi về trong thời gian nó lâu á thì thành ra nó dở. Rồi bây giờ mình sẽ test luôn cái pin này cho bạn xem nha.